Từ và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi mục điểm tin ngày thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 2020. Ngày hôm qua thứ Sáu, trong một cuộc họp báo ngay tại sân cỏ của Tòa Bạch Ốc, thì chứng văn phòng của Tổng thống Donald Trump là ông Mark Meadows trả lời câu hỏi của báo chí rằng Tòa Bạch Ốc biết từ lúc nào người phụ tá của Tổng thống Trump là bà Hope Hicks đã bị nhiễm dương tính coronavirus. Thì tránh văn phòng của Tổng thống nói rằng uh, thú thật là uh, họ đã biết trước là bà Hope Hicks bị uh, nhiễm COVID-19 dương tính trước khi bà Hope Hicks lên chiếc uh, Marine One là trực thăng dành riêng của Tổng thống đó uh, bay cùng với Tổng thống tới New Jersey để tham dự một buổi tiệc uh, gây quỹ uh, tranh cử của ông Trump. Uh, chuyến bay đã diễn ra vào ngày hôm thứ Năm. Uh, báo chí cũng thắc mắc là tại sao trong chuyến bay đó thì có một số nhân viên dự trù sẽ tháp tùng Tổng thống là bị đưa ra ngoài mà không được cho lên máy bay Thì uh, ông uh, chứng minh phòng uh, Mark Middle nói rằng ông chỉ có thể nói cho biết là họ muốn uh, tiến hành một cái thủ tục xét nghiệm thử xem những người mà lên chiếc Marine One đó có bị lây nhiễm hay không Ngoài trừ bà Hope Hicks thì ông không đề cập gì cả Ngoài ra ông cũng cho biết rằng À, tòa bê gót có những quy định rất là chặt chẽ về vấn đề giãn cách xã hội và mang khẩu trang, nhưng mà vẫn không thể ngăn được cái sự lây lan của coronavirus. À, trong khi đó thì các bác sĩ của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của nước Mỹ là CDC nói rằng với tình trạng hiện nay của tổng thống Donald Trump đó, thì ông cần tối thiểu là 10 ngày phải hoàn toàn cô lập y tế ở à, trong một cái phòng mà các bác sĩ của CDC nói là sick room, tức là những cái phòng dành riêng cho người bệnh hoặc trong một khu vực mà ông không được tiếp xúc với bất kỳ một người nào cả. Các bác sĩ còn nói rằng ngoài ra Tổng thống Donald Trump cần phải sử dụng cái hệ thống thở bằng oxygen để kiểm soát thì xem cái mức độ mà phổi của ông thở như thế nào. Thứ quý vị, các bác sĩ còn đề nghị rằng ông có thể phải dùng tới cái loại thuốc Remdesivir hoặc là dùng huyết thanh của những người bị coronavirus mà đã lành bệnh rồi lấy cái huyết thanh đó truyền uh, vào trong cơ thể của tổng thống Trump để tạo ra một cái kháng thể trong người tổng thống Trump. Uh, trong khi đó thì cơ quan FDA tức là kiểm soát thực phẩm và thuốc men của nước Mỹ thì uh, cách đây vào khoảng hơn một tháng đưa đưa ra một cái lệnh khẩn cấp là cho phép sử dụng hai loại Remdesivir và huyết thanh trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Uh, bởi vì cho tới giây phút này thì nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng không chắc hai cái phương pháp trị liệu này có thể làm cho bệnh nhân mà bị corona virus hồi phục sức khỏe. Bác sĩ Vin Gupta là giáo sư dạy tại UW Medicine tại Seattle thì nói rằng trong vòng từ 5 cho tới 10 ngày nữa là cái thời gian hết sức là quan trọng với sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Bởi vì ông cho biết là cái tình hình này nó có thể có những diễn biến bất ngờ trong vài ngày sắp tới. À, ông còn cho biết thêm rằng à, Tổng thống Donald Trump rơi vào um, cái uh, trường hợp có hai điều nguy hiểm với sức khỏe của Tổng thống. Cái thứ nhất là cân lượng của ông khá nhiều. Cái điều thứ hai là ở lứa tuổi 74 và um, cái cân lượng của ông á, theo cái chỉ số BMI tức là Body Mass Index lên tới 30.5% thì đó là cái điều rất là đáng ngại. Ờ, ông bác sĩ Vin Gupta nói với đài NBC rằng I am very worried tôi là tôi lo ngại lắm. Và ông cho biết là ông đã chữa cho rất nhiều người ở cao tuổi và cân lượng béo phì như trường hợp của tổng thống Donald Trump thì ông nói rằng những người đó thoạt đầu uh, chỉ bị triệu chứng nhẹ coronavirus thôi nhưng mà sau đó thì càng ngày cái cái độ nghiêm trọng của bệnh bệnh nó là càng lên cao và họ đã phải vào trong ICU tức là intensive care unit là cái khu vực săn sóc đặc biệt của các bệnh viện để chữa trị. Cũng liên quan đến coronavirus thì nghị sĩ Michael Lee một nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Utah và là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Liên bang của Hoa Kỳ vừa thông báo cho biết là ông đã thử nghiệm coronavirus và kết quả là bị dương tính. Ông nói rằng ông đã tham dự cái buổi mà tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà thẩm phán Amy Coney Barrett vào ghế thẩm phán tối cao pháp viện với hy vọng là được thượng viện chuẩn thuận, thì bà sẽ là người thế chỗ cho cố thẩm phán vừa mới thử từ trần là thẩm phán Ruth Bader Ginsburg. Thưa quý vị, ông nghị sĩ Michael Lee nói rằng ông sẽ tự cô lập y tế trong vòng 10 ngày. Trong khi đó, thì cựu thị trường của thành phố New York là ông Rudy Giuliani và hiện nay là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ông phải trải qua thử nghiệm coronavirus mà chưa biết kết quả ra sao. Tuy nhiên, để yên tâm thì ông cũng tự cô lập mình tại văn phòng ở bên New York một thời gian mà không biết là bao nhiêu để thử xem kết quả có bị dương tính hay không. Chủ tịch của Ban điều hành hệ thống đại học Notre Dame University của nước Mỹ, đó là giáo sư John Jenkins, cũng loan báo là bị dương tính coronavirus. Và trong một cái lá thư gửi cho các vị giáo sư và sinh viên của Notre Dame University, thì ông John Jenkins nói rằng, ông rất ân hận và ông bày tỏ cái sự xin lỗi đối với tất cả dạ, sinh viên và các giáo sư tại trường đại học bởi vì ông đã không cẩn trọng trong cái chuyện mà không mang khẩu trang khi ông tham dự vào cái buổi lễ tại sân cỏ tòa bạch ốc lúc mà tổng thống donald trump hôm thứ ba vừa qua loan báo lời bổ nhiệm bà thẩm phán amy coney barrett vào trong thẩm phán tối cao pháp viện ông cho biết là buổi sáng ngày hôm đó thì ông vào trong tòa bạch ốc và ông đã được nhân viên y tế của tòa Bạch Ốc đưa vào một cái phòng để thử nghiệm xem ông có bị covid-19 hay không. Và các nhân viên y tế loan báo cho ông biết rằng ông negative là hoàn toàn không có bị dương tính covid cùng với một số đông nhân viên khác và những quan khách khác. Đó là lý do tại sao ông cũng cho biết thêm rằng đúng ra tất cả mọi người phải mang khẩu trang nhưng mà khi mà biết rằng mình không có bị dương tính đấy thì cá nhân ông và nhiều người chung quanh đã tự động gỡ khẩu trang ra không đeo để đi ra ngoài sân của tòa bạch ốc và ngồi sát nhau, tức là không giữ giãn cách xã hội. Thì trong lá thư ông bảo là ông rất tiếc về cái lỗi lầm đó và ông mong rằng sinh viên và các giáo sư của trường Notre Dame University uh, thứ lỗi cho ông bởi vì ông đã tạo ra một cái tiền lệ không tốt về mặt sức khỏe cho toàn thể nhân sự của Notre Dame University liên quan đến khu vực uh, Biển Đông và Á Châu-Thế Bình Dương cùng với um, các hoạt động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ban Việt ngữ cho biết là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du Á Châu vào tuần tới với mục đích là cam kết mạnh mẽ uh, lập trường của của chính phủ Hoa Kỳ đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực. Tin của đài VOA nói rằng ông Pompeo hiện nay đang có mặt tại Châu Âu và ông sẽ đến thủ đô Tokyo của nước Nhật vào ngày mai, tức là ngày Chủ nhật mùng 4 tây tháng 10. Ờ, ông đã nói với các phóng viên cùng tháp tùng chuyến đi của ông từ Croatia để bay đi qua phía bên Á Châu. Ông nói rằng cả ông và vợ của ông đều đã xét nghiệm uh, coronavirus và kết quả là âm tính. À, ngoài ra, ông cũng cho biết là ông đã nói chuyện với Tổng thống Donald Trump và được biết là Tổng thống Trump đã bị dương tính COVID-19 ông tiếp tục sẽ đi công du tại Nhật Bản, Nam Hàn và Mông Cổ. Ở nhận định trước các phóng viên thì theo lời của hãng thông tấn Reuters trích thuật lời của uh, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương đó là ông David Stilwell. Theo ông Stilwell nói rằng Hoa Kỳ xem quyết định của tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đón ông ngoại trưởng Pompeo một cách long trọng tại sân bay ở bên Tokyo là một bằng chứng rõ ràng là nước Nhật tái khẳng định quan hệ đối tác ngày càng bền chặt với nước Mỹ. Hãng thông tấn Reuters còn nói rằng uh, ông David Steelwell nhận định rằng cuộc họp cấp bộ trưởng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc vào ngày thứ ba tuần tới có thể sẽ không đưa ra một bản tuyên bố chung nào cả, mặc dù nhóm cả bốn quốc gia này chia sẻ các giá trị chung nhưng vẫn có những quan điểm khác biệt nhau. Ông Stilwell gọi mối quan hệ Mỹ-Nhật là một nền tảng của hòa bình, an ninh thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Quốc từ xưa đến giờ vẫn tố cáo nhóm bốn quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là đang có nỗ lực nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng theo lời của ông David Stilwell, thì mục tiêu của bốn quốc gia này là tập trung vào việc thúc đẩy hơn nữa tầm nhìn chung về một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và phổ quát, đặc biệt là khi các chiến thuật xâm lược và cưỡng bách của nhà cầm quyền Bắc Kinh gia tăng trong khu vực này. Tên hãng thông tấn Reuters cho biết là um, chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái đề nghị gửi cho Chủ tịch Quốc hội, uh, xin lỗi các vị, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một cái số tiền để cứu trợ cho những cơ quan hàng không của nước Mỹ trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch coronavirus, số tiền này lên tới 20 tỷ mỹ kim nằm trong một cái gói lớn là 1.500 tỷ mỹ kim. Thưa quý vị, vì tránh văn phòng của tòa bạch ốp là ông Mark nói rằng đây là một cái khoản tiền mà nhằm mục đích cứu trợ khẩn cấp trước cái tin mà một số các hãng hàng không lớn của nước Mỹ. Như là American Airlines, United Airlines dự trù là sẽ cho nghỉ việc vào khoảng 32.000 uh, phi công, triều đại viên hàng không và các nhân viên của các hãng máy bay lớn tại nước Mỹ. Cái số tiền này nằm trong uh, cái số tiền lớn là 1.500 tỷ. Như vậy tức là tòa bạch ốc đã nâng từ 1.200 tỷ lên 1.500 tỷ Mỹ Kim. Ở trong khi đó thì về phía đảng Dân Chủ do bà Nancy Pelosi lãnh đạo, thì lại muốn rằng cái số tiền phải lớn hơn nữa Tức là 2.200 tỷ Mỹ Kim à, Cho tới phút này thì đôi bên vẫn chưa có thỏa thuận được với nhau Về cái khoản tiền uh, gọi là thỏa hiệp Giữa 2.200 tỷ với 1.500 tỷ thì như thế nào Còn tại California thì trong một thời gian ngắn sắp tới thôi Có 1.600.000 cư dân của tiểu bang California Sẽ thấy rằng là trong ngân hàng của mình uh, Trong... Uh, gọi là số tiền mà được uh, của cơ quan EDD gửi thẳng vào ngân hàng của mình. Đây là những người mà trong thời gian vừa qua đã nộp đơn, nhưng mà vì lý do chậm chế trong cái việc mà xác nhận uh, lý lịch, xác nhận hồ sơ có hợp lý hay không đó, thì cơ quan EDD đã không có giải quyết um, xuể cái số người này. Và trong thời gian vừa qua thì nhân viên của EDD, uh, tức là cơ quan phụ trách về thất nghiệp của California đã làm việc cật lực để giải quyết cấp tốc 600.000 hồ sơ của những người xin trợ cấp thất nghiệp. Và như vậy là họ sẽ giải quyết trong một cái thời gian ngắn 21 ngày sắp tới, 1 triệu 600 000 người dân tại California sẽ nhận được tiền. Ngoài ra thì sau đó họ, cơ quan DDD sẽ tìm cách giải quyết thêm 1 triệu hồ sơ nữa. những người này đã nhận được một lần cái số tiền trợ cấp của tiểu bang rồi, nhưng mà tự dưng thấy số tiền đã không được cấp nữa, Lý do là bởi vì EDD cần thời gian để điều chỉnh và xác nhận xem người nộp đơn có đúng tiêu chuẩn được nhận tiền nữa hay không. Thưa quý vị, tính kể từ khi mà đại dịch xảy ra tại nước Mỹ từ tháng 3 cho tới cuối tháng 5 vừa qua, thì tổng số dân tại California mà nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 4 triệu 600 000 người. Hôm 20 tháng 9 vừa rồi thì cơ quan EDD nói rằng họ cần 2 tuần lễ để đóng cửa cái website của họ tức là trên online đó để hy vọng là sẽ cải tiến cái hệ thống computer nhằm mục đích uh, xúc tiến cái việc gửi tiền cho dân chúng của California mà bị thất nghiệp một cách lệ làng hơn. Và kể từ ngày 20 tới tháng 9 cho tới nay thì cơ quan IDD của tiểu bang không nhận bất kỳ một lá đơn xin thất nghiệp nào mới cả. Và cuối cùng cũng liên quan đến nền kinh tế của thế giới và của nước Mỹ. Hệ thống bán thời trang nổi tiếng, đặc biệt là dành cho phụ nữ là H&M, loan báo là sẽ đóng cửa 250 cửa tiệm trong vòng đầu năm sắp tới vì lỗ lá trong thời kỳ xảy ra đại dịch coronavirus. Hệ thống này có 5.000 cửa tiệm trên toàn thế giới, như vậy đóng 250 cửa tiệm, có nghĩa là đóng 5% tổng số tiệm của họ. Uh, ban giám đốc của H&M cho biết là trong lúc đại dịch Covid xảy ra thì số người trực tiếp đến mua tại các cửa hàng ít. Đó là chưa kể cái thời gian mà các chính phủ đóng cửa khiến cho H&M không thể đón khách hàng được. Một yếu tố quan trọng hơn nữa là người ta mua H&M mua ở nhà qua hệ thống online chứ không đến trực tiếp các cửa tiệm. Cho nên đó là thêm một lý do quan trọng để cho H&M đóng cửa 250 cửa tiệm. Chào tạm biệt quý khán giả và xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc bên gia đình và bằng hữu. Hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng thứ hai tuần tới. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com. Từ lực bookstore hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Y sĩ tiền tuyến, nghiêm sĩ Tuấn, người đi tìm mùa xuân là tuyển tập của nhiều tác giả viết về cố bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn, một y sĩ tiền tuyến đã hy sinh tại Trần Địa Khe Xanh vào tháng 4 năm 1968. Nghiêm Sĩ Tuấn là một kẻ sĩ dấn thân, một quân nhân gương mẫu. Nghiêm Sĩ Tuấn là hình ảnh của một trí thức phục vụ và hy sinh. Ông chết quá trẻ ở tuổi 31, là thời gian của tích lũy và đi tìm vốn sống. Kiến thức và vốn sống đó chưa có thời gian để đơm hoa kết trái thì ông đã ngã xuống, vĩnh viễn yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Những trang bài viết của nghiêm sĩ Tuấn chỉ mới là những bản nháp, chưa thành tác phẩm lớn. Nhưng chính cuộc sống của ông, dù ngắn ngủi, đã là một tác phẩm lớn cống hiến cho cuộc đời. Nghiêm sĩ Tuấn là một tượng đài đơn độc và cũng là một biểu tượng tuyệt đẹp cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Tác phẩm Y sĩ Tiền Tuyến, Nghiêm sĩ Tuấn, Người đi tìm mùa xuân, hiện đang bán tại nhà sách tự lực địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại để quý khán giả có thể gọi thẳng vào đài vào từ lực bookstore là 714-676-8310. 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vui lòng vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com.